tối đến cô trở lại ký túc xá của chương trình tiền chọn cô thấy hứa tích vân một thí sinh của chương trình đang chạy hớt hải cậu có chuyện gì vậy cô tư em đang có việc gấp chuyện gì là việc chọn lớp anh tạ đã chọn cô là người hướng dẫn giờ bị người của tổ chương trình gọi đi rồi chọn tôi ư đầu óc cậu ta có vấn đề à tôi thì có thể giúp gì cho sự nghiệp của cậu ta chứ đây không phải trọng điểm cô tư có vẻ tổ chương trình đang muốn chèn ép anh tạ buộc anh ấy rời chương trình nghe vậy tư phủ khuynh lập tức quay người đi tìm tổ chương trình để đòi người lúc này ba cố vấn còn lại đang vây quanh tạ dự vừa phân tích vừa lôi kéo đe dọa anh nên vào lớp cô lâm tư phủ khuynh sẽ không dạy cậu được cái gì đâu nhưng quy tắc chương trình là thực tập sinh chọn người hướng dẫn trước cô tư còn chưa từ chối sao mấy vị đây lại sốt ruột ép em chuyển lớp vậy tạ dự cậu là thí sinh tiềm năng chúng tôi muốn cậu hiểu cô lâm đây có người quen ở glen sau này để bill cậu có thể sẽ được giúp đỡ em không đổi em vẫn muốn chọn cô tư vậy cậu cả đời này đừng mong tranh vị trí center cùng lộ yếm tranh chi bằng cậu rút lui đi ba người xúm lại bắt nạt một thực tập sinh mà không thấy qua đáng ư cô tư à cô có thể nhường tạ dự cho tôi không tôi hứa sẽ dạy dỗ cậu ấy thật tốt nhưng tư phủ khuynh không thèm nể mặt cô ta liền đáp không nhường cút cô tư cô lâm nói chuyện hòa nhã như vậy mà cô ăn nói thế là sao Tư phủ khuynh cô còn không hiểu vị trí của mình trong chương trình này hay sao? Cô không có quyền lựa chọn. Tạ dự cũng nghe tin đồn về tư phủ khuynh rồi. Không ngờ nay mấy người kia lại nói thẳng ra như vậy. Tạ dự theo tôi vậy càng đúng ý mấy người không phải sao? Tổ chương trình đang muốn nâng đỡ lộ yếm tranh mà. Tạ dự theo tôi sẽ khiến fan bất bình sẽ thoát fan không ít đúng không? Hóa ra cô ta biết ứ. Vậy nên nói cô ta như này là thông minh hay ngu ngốc đây? Đi thôi thân là cô giáo tôi dẫn các cậu đi ăn khuya. Cô tư việc em chọn cô sẽ không gây phiền phức cho cô chứ. Lo nhiều làm gì, giờ tôi là giáo viên hướng dẫn các cậu là học sinh của tôi thế thôi. Cô tư cảm ơn cô đã cứu anh tả. Muộn rồi tôi đi trước đây, có gì cứ gọi cho tôi. Trễ vậy cô không về ký túc xá còn đi đâu nữa. Ồ ngoài làm minh tinh giờ tôi còn làm vệ sĩ nữa. Giờ tôi phải đi tìm ông chủ của tôi đây hả vệ sĩ ông chủ ư, trẻ con tò mò ít thôi. Sau khi tẩy trang cô lại trở về biệt thự Úc ra. Lúc này cô phát hiện có một bóng người đang lén lút sau bụi cây. Cô là ai? Cửu thúc là con mà. Hu hu, chị gái à nhẹ tay chút. Cửu thúc cứu con, đây chính là Úc đường em gái của Úc Diệu. Theo họ hàng cũng là cháu của Úc Thời Hành. Đến đây làm gì? Ở nhà chán quá cháu đi dạo thôi mà úc thời hành lại liếc qua tư phủ khuynh hỏi còn cô giờ này sao còn đến đây đến xem bệnh tình của ông chủ vậy vào đi à chút chút chị gái xinh đẹp này là ai cửu thúc không lẽ thúc kim ốc tàng kiều ư úc đường tiểu thư cô tư là vệ sĩ của cửu ca cô tư đừng để ý nó xem nhiều tiểu thuyết nên nói vậy đó tôi hiểu nhưng nếu được kim ốc tàng kiều tôi cũng không ngại đâu cô nghĩ đến viễn cảnh có nhiều tiền mà không kiềm được vui sướng úc thời hành cũng vừa nhìn là biết cô lại mơ đến tiền rồi cừu thúc con ủng hộ mối tình này chị tư đây thật xinh đẹp rất xứng với thúc không muốn nghe cô nhóc lại nhài úc thời hành ra lệnh phương tam ném con bé ra ngoài đi không con không đi đâu khuynh khuynh cứu em đột nhiên úc đường bừng tình chị là tư phủ khuynh ư nghệ sĩ tư phủ khuynh ý đúng sao vậy em là anti-fan của chị. Vậy sao, nhưng từ giờ em sẽ chuyển thành fan trung thành của chị. Ây ra chị thật xinh đẹp lại thơm nữa sao trước giờ chị lại trang điểm thành như vậy chứ. Hôm sau tin tức tạ dự chọn tư phù khuynh làm người hướng dẫn đã lan khắp ký túc xá. Anh yếm tranh tin tốt đó. Tin này mà lan ra ngoài chắc chắn rất nhiều fan của cậu ta sẽ thất vọng mà thoát fan đó. Để xem đến lúc đó còn ai dám cạnh tranh vị trí center với anh nữa có gì không đúng lắm tạ dự tuyệt đối không phải kẻ không có đầu óc như vậy không nên lơ là cảnh giác vẫn phải theo sát nhất cử nhất động của cậu ta hôm nay tư phù khuynh đang dạy vũ đạo cho hứa tích vân thì có một đám thực tập sinh đến xin cô hãy loại tên họ khỏi danh sách lớp của cô bọn họ đều không muốn ở lớp cô hướng dẫn được vậy thì đi hết đi không tiễn bọn họ khá kinh ngạc khi cô dễ dàng đồng ý như vậy Cô ấy không sợ bị cộng đồng mạng chửi ư, Hứa Tích Vân liền nhanh chóng đuổi đám người đó ra ngoài. Mấy người đừng có hối hận đấy. Cô Tư à, bọn họ đúng là, chuyện này đâu liên quan đến cậu, mau luyện tập tiếp đi. Đúng lúc này Úc Đường nhắn tin rủ cô ra ngoài đi ăn. "Chị Khuynh Khuynh em ở đây." "Cô Úc, gọi em là Đường Đường đi. Qua Khuynh Khuynh hay chị làm vệ sĩ cho em đi. Em cũng trả tiền cho chị như cửu thúc." đường đường tiền em không phải do cửu thúc phát sao? Ừ hình như là vậy. Nhưng chị không biết đâu cửu thúc là người cuồng công việc. Làm cấp dưới của thúc ấy áp lực lắm. Không sao chị thấy ông chủ rất tốt. Hai người đang vui vẻ nói chuyện thì phát hiện có tiếng chó sủa trong hẻm nhỏ. Tiếng sủa này nghe quen quen. Chị khuynh khuynh mau xem này con chó này lại không có hậu môn. Có phải do nó quá béo không? Từ phủ khuynh nghe vậy tiến lên xem. Thì ra là con tỳ hưu ngốc mà cô đã nuôi. Bảo sao nghe tiếng sủa quen vậy. Vậy là cô liền ôm theo nó đến quán ăn. Sao giờ ngươi lại nhỏ vậy hả? Được rồi, tạm thời ngươi cứ theo ta đi. Nhưng giờ ta nghèo lắm, ngươi đừng có ăn nhiều quá nha. Nói nhỏ nhé tiểu Bạch ta đã chết rồi lại trọng sinh. Ngươi có biết không? Gật đầu rồi lại lắc đầu vậy rốt cuộc là ngươi có biết không hả? À, có phải ngươi cảm nhận được là ta không chết đúng không? Chúng ta tâm linh tương thông phải không? Đột nhiên nó nhìn thấy sợi dây chuyền vàng trên cổ cô. Liền lao đến nuốt vào bụng. Tiểu bạch ngươi đúng là phá ra chi tử. Vàng dòng 4 số 9 của ta đó. Ta phải vất vả kiếm tiền mua đó. Tiểu bạch nghĩ nó biết mà nếu không phải vàng dòng thì nó đâu có ăn. Úc đường từ lúc vào quán thấy tư phủ khuynh cứ nói chuyện với con chó đó liền hốt hoảng lo sợ. Gọi điện cho Úc thời hành cầu cứu. Cửu thúc à, đầu óc chị khuynh khuynh có vấn đề rồi. Trên đường đi ăn bọn con bắt gặp một con chó không có mông. Khuynh khuynh giờ cứ nói chuyện với nó có vẻ kích động quá rồi. Cửu thúc à con nói thật đó. Ta biết rồi nhớ về sớm đó. Úc thời hành nghĩ có lẽ con chó không mông đó là một con tỳ hưu. Loại linh thú này sao lại xuất hiện ở lâm thành chứ? Đồng thời tư phủ khuynh nhắn tin đến xin Úc thời hành từ nay giả lương bằng vàng cho cô được không? Để xem biểu hiện của cô đã. Điều này khiến anh càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Tiểu Bạch à, giờ ta thật nuôi không nổi ngươi. Ngươi nói xem sao thì hưu chó nhà ngươi lại chỉ ăn mỗi vàng thôi hả? Còn bao nhiêu kim loại khác thì sao hả? Tiểu Bạch nghĩ chỉ có vàng mới ngon giúp nó tăng thể lực nhanh chóng thôi. Đồ phá ra chi tử này chỉ có vào không có ra nữa chứ. Bỗng cô nhận ra đường đường biến mất rồi. Cô vội đi tìm, xin lỗi đây là em gái tôi. Chỉ là chút hiểu lầm nhỏ thôi anh thô bạo với con gái như vậy đâu giống hiểu lầm cô đeo khẩu trang lại ăn mặc không giống mọi khi nên úc diệu không nhận ra cô là tư phù khuynh nên cảm thấy nghi ngờ thân phận của cô vì chuyện úc đường tự ý bỏ nhà đi khiến ông nội và ngũ thúc lo lắng úc diệu liền nhắc nhở em gái phải nói một tiếng với họ úc đường vẫn giận dỗi nói bọn họ chỉ mong em đi thật xa thì có nói xong thì lôi tư phù khuynh đi Úc Diệu nhìn theo bọn họ để ý thấy con thú cưng kia có chút quen quen. Úc Đường vừa đi vừa thắc mắc, chẳng phải có tin đồn chị thích anh hai em, vì anh ấy chị mới gia nhập làng giải trí sao? Nhưng thái độ của chị khi nãy là sao chị không nhận ra anh ấy ư? Chuyện tin đồn từ trước đến nay luôn có chuyện là thật chuyện là giả. Huống hồ giờ chị lại gặp một người đàn ồn hoàn mỹ như cửu thúc của em. Thì còn để ý mấy người đàn ông khác nữa ư? Cũng đúng. Khuynh khuynh chị yên tâm em nhất định giúp chị theo đuổi cửu thúc. Tư phủ khuynh nghĩ quan trọng nhất là Úc thời hành có tiền. Trở lại với việc huấn luyện, giờ đây có mấy người vì tạ dự mà đồng ý theo tư phủ khuynh. Hiện lớp của cô có 6 người, vừa hay đủ một nhóm. Cô yêu cầu bọn họ nên biết cả hát nhảy và giáp nữa. Cô sẽ cố gắng trong 2 tháng tới đào tạo bọn họ thật tốt. Tạ dự lúc này báo cho cô biết thiết bị âm thanh hay nhạc cụ đều bị lớp cô lâm mang đi rồi. Giờ họ không có gì để tập. Bọn họ cố ý phải không? Muốn chúng ta chờ ư? Cô Lâm đang đắc ý khi chơi sỏ được tư phủ khuynh nhưng không ngờ tư phủ khuynh lại trực tiếp xông vào lớp cô ta. Cô tư sao lại đến đây? Có khó khăn gì cần tôi giúp đỡ ư? Tư phủ khuynh nhìn cô ta không đáp ảm dơ chân đạp đổ bàn thể hiện thái độ tức giận. Tư phủ khuynh cô đây là định làm gì? Cô định bạo lực cô Lâm sao? Đồng thời đám tạ dự cũng theo đến đây. Từ phủ khuynh ra lệnh bọn họ lấy những đồ cần thiết đem đi. Để cô xem ai dám cản. Từ phủ khuynh mấy người quá đáng lắm rồi. Cô từ à cô làm vậy là không được đâu. Tôi nói này cô Lâm. Cô giả bộ yếu đuối cái gì chứ? Có tin tôi rút luôn cái sụn mũi giả của cô không? Cô, đi thôi chúng ta trở về luyện tập. Nhớ kỹ đồ của ai người đó dùng. Từ phủ khuynh đúng là điên rồi ở đây toàn camera mà cô ta dám làm vậy cô lâm cô đừng tức giận đợi tin tức tả ra từ mặt cô ta thì bên phía công ty quản lý sẽ dạy dỗ cho cô ta biết thôi được rồi các em tiếp tục luyện tập đi cô ta nghĩ tư phủ khuynh đã không biết điều như vậy vậy thì cô ta sẽ cố gắng lợi dụng điểm này mà trả cho tư phủ khuynh